Anh có quan điểm gì về những công ty kinh doanh hệ thống? Theo Thành, nếu mà đã tham gia với những công ty kinh doanh hệ thống hay là bán hàng đa cấp thì trước tiên nha, để làm lâu, để làm lớn, để làm xa, chúng ta nên chọn những công ty có giấy phép hiện hành để chúng ta làm. Còn mình chưa bàn đến yếu tố chính sách hay là làm việc ra sao. Nhưng về theo cái triết lý của kinh doanh hệ thống là một triết lý rất là hay. Khi bạn đến với những công ty kinh doanh hệ thống mà chân chính nha, nó có một cái điều á, là mà rất là nhiều người, tại sao chúng ta có tầm khoảng gần 3 triệu nha, và hiện tại những người làm việc liên tục trong tổ chức kinh doanh hệ thống hay bán hàng đa cấp là khoảng tầm 1 triệu người. Ở đây thì người ta không có giới hạn đầu vào, người ta làm cho chúng ta một cái môi trường rèn luyện ha, tha hồ thi đua, và có rất là nhiều người đã thành công rồi ha. Nhưng mà có một cái điểm yếu nha, là cái sự thổi phồng, và cái ở đây mình sẽ bàn sâu hơn về cái kết quả nha, vì chúng ta đang bàn về hướng kinh doanh. Thì một cái thống kê này sẽ có thể là làm vỡ mộng của anh chị và những anh chị đang làm hoặc hoặc là đang theo đuổi, thì chúng ta có thể phải nhìn ra một cái sự thật. Thì theo thống kê của các bậc thầy trong network marketing và kinh doanh hệ thống á, thì 100.000 người làm network marketing chỉ có khoảng 5%. 5% có nghĩa là khoảng tầm một vài ngàn người thôi thu nhập trên 1.000 đô trong công ty hay lĩnh vực network marketing. Và chúng ta thử nhìn xem, ở Việt Nam có những công ty 4-500.000 nhà phân phối mới có tầm 1, 2, 3, 400 cái ô tô. Đúng không ạ? Vậy có phải là để một nhà phân phối có thu nhập 1, 2, 300 triệu thì dưới người ta khoảng tầm 1.000 người. Và chính cái lý do đó mà bản thân Thành nha, rất là yêu quý cái lĩnh vực network marketing và cũng đã đồng hành với nó một thời gian khá dài. Nhưng chúng ta cần phải sự nhìn nhận lại. Ở bên ngoài thì chúng ta đã nghe là khoảng tầm 80% người thành công, người thất bại, và 20% chúng ta thành công. Nhưng tại sao network marketing với cái quan điểm, với cái triết lý, với cái lý tưởng ha, nó như vậy, nhưng mà tại sao cái tỷ lệ thành công lại khắt khe vậy? Có những công ty khoảng tầm 200-300 ngàn nhà phân phối, nhưng mà cái tỷ lệ những người thành công á, chỉ có 300 người đến 400 người thôi ha. Và một cái hội thảo rất là lớn 10-20.000 người, nhưng mà chỉ có tầm 1-20 người đứng trên sân khấu nó có tiền thôi. Còn lại hầu như người ở dưới là kiếm 5-7 triệu, 10 triệu một tháng à, thậm chí không có thu nhập, thậm chí là nợ. Nên cái điều đầu tiên ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ lại với lĩnh vực liên quan marketing là chúng ta phải thay đổi được điều này, và phải thay đổi lại được cái trục là trục thành công nhiều hơn. Còn về sản phẩm thì mình chưa bàn, còn về môi trường đào tạo thì Thành thấy là network marketing là một cái điều rất tuyệt vời. Còn còn network marketing thì người ta hay thần tượng hóa quá, người ta dựa vào đó để làm lý tưởng hóa cái con người của chúng ta lên. Đôi khi những người tham gia network marketing ấy, người ta không có thực tế, không, người ta không thực tế, người ta mơ tưởng quá, người ta ảo tưởng quá, và cuối cùng người ta nhận lại được là tỷ lệ thành công thì rất là ít.